Rạng sáng nay, Arsenal đã có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 6-0 trên sân của Sheffield United thuộc khuôn khổ vòng 27 Premier League. Các bàn thắng của Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Daniel Rice, Ben White và một pha phản lưới của đội chủ nhà đã khiến cho Sheffield United phải xấu hổ. Sau chiến thắng này, pháo thủ đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử 136 năm của giải vô địch quốc gia Anh ghi được 5 bàn thắng trở lên trong 3 trận thắng liên tiếp trên sân khách. Arsenal đã dẫn trước Sheffield 5 bàn ở phút thứ 39. Đây là trận đấu sớm nhất mà đội khách có cách biệt 5 bàn trong lịch sử Premier League. Ngoài ra thì The Gunners đã cán mốc 300 bàn thắng dưới thời tân huấn luyện viên Mikel Arteta. Thưa quý vị, nhưng quan trọng nhất là đội chủ sân Emirates đã gửi đi một thông điệp đầy sức nặng tới hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua. Cuộc đua vẫn sẽ căng thẳng và gay cấn cho đến giờ phút cuối cùng. Trước đó thì Manchester City và Liverpool đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, giành trọn vẹn 3 điểm của mình. Gây ấn tượng nhất chắc chắn rồi, đó là nhà đương kim vô địch Manchester City. Chắc hẳn nhiều cổ động viên đã cầu cho Quỷ Đỏ chặn đứng được bước tiến của Pep Guardiola và cao trò. Mặc dù vậy, chút nỗ lực đầu trận là không đủ để xóa nhòa sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội. Thống kê cho thấy đây mới là lần đầu tiên Man United thua ngược sau khi dẫn trước ở hiệp 1 kể từ năm 2014. Dù vậy, trong thế trận quá chênh lệch, Manchester United thất bại trước Manchester City là điều hoàn toàn dễ hiểu và thậm chí đã được đoán định từ trước. Ở trận đấu này thì Quỷ Đỏ chỉ kiểm soát bóng 26% thời lượng, tung ra 3 cú dứt điểm, một lần trúng đích. Con số ấy kém xa so với Manchester City. Nửa xanh thành Manchester kiểm soát 74% thời lượng, dứt điểm tới 27 lần về phương thành của Manchester United, bao gồm 8 lần đi trúng đích. Sau trận đấu, Roy Keane ngán ngẩm trước màn trình diễn của Man United. Ông cho biết, tôi không muốn quá khắt khe với Man United vì Manchester City thi đấu quá xuất sắc. Họ đã cho thấy lý do là nhà vô địch nước Anh. Những gì Manchester City đã làm là tìm khuyết điểm của bạn. Không có nơi ẩn náu đâu, trận đấu giống như vô địch quyền Anh vậy. Họ đã mặc sức quần nát đối thủ. Các số liệu thống kê cho thấy, Man xanh đã thống trị trận đấu như thế nào. Haaland và Kevin De Bruyne không đạt phong độ tốt, nhưng sau đó Phil Foden đã trở thành người hùng. Tôi nghĩ nên dành sự khen ngợi cho Manchester City hơn là chỉ trích Man United. Tôi thực sự băn khoăn không biết Quỷ Đỏ sẽ đi đâu về đâu nữa. Trong 25 phút cuối, họ không thể tiếp cận khung thành trước Manchester City. Man xanh thi đấu như thể đang đùa giỡn với đối thủ vậy. Đó là cuộc chiến của những người đàn ông và một cậu nhóc. Thưa quý vị, thậm chí vào cuối trận, bạn có thể nghĩ Manchester City đã có thể ghi từ 4 đến 5 bàn. Ở vòng đấu này thì Liverpool tưởng như cũng sẽ dễ dàng có cho mình 3 điểm khi làm khách cho đối thủ được đánh giá yếu hơn là Nottingham Forest. Nhưng đây lại là trận đấu mà Liverpool thực sự gặp khó khăn. Họ có phần khổ sở trước khả năng pressing, chơi tốc độ và phản công nhanh đến từ cao thủ Nottingham Forest. Và phải chờ đến phút 90+9, Liverpool mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi trung phong David Nunes bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ. Pha làm bàn của chân sút người Uruguay khi đó giúp cho Liverpool tiếp tục vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng Premier League, xếp trên Manchester City và Arsenal. Tính trên mọi đấu trường, cao thủ dự bị đã đóng góp vào 43 bàn thắng cho Liverpool ở mùa này với 21 bàn và 22 đường kiến tạo. Nhiều nhất so với bất kỳ đội bóng nào khác ở top 5 giải đấu lớn tại châu Âu. Ngoài ra, Liverpool cũng đã ghi bàn thắng ở phút 90 trong 18 trận ở Premier League dưới thời Jurgen Klopp, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác kể từ khi huấn luyện viên người Đức tiếp quản. Bên cạnh đó, Liverpool cũng đã cho thấy cách họ đối phó với lịch thi đấu dày đặc với tần suất 4 trận trong 11 ngày. Ngoài ra, Liverpool cũng đang phải đối phó với những ca chấn thương của các trụ cột và phải trông đợi vào các cầu thủ trẻ. Chúng tôi thực sự đã bị thử thách cả về thể lực lẫn tinh thần. Chúng tôi đã có 6 ngày tuyệt vời. Mọi thứ không thể diễn ra tốt hơn. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể và thu về mọi thứ có thể. Bây giờ là thời gian để nghỉ ngơi một chút và rồi tập trung cho trận đấu ở châu Âu. Đã lâu rồi Premier League lại chứng kiến cuộc đua tàn mã hấp dẫn như ở mùa giải này, khi cả ba ứng viên với sức mạnh và bản lĩnh là tương đương. Sau 27 vòng đấu, khoảng cách giữa các đội đua vô địch đang rất xì xào. Cả ba đội đều đang thể hiện phong độ ấn tượng kể từ đầu năm 2024. Lần đầu tiên trong năm gần đây, Premier League có vẻ như đang hướng tới một cuộc đua tàn mã đến ngôi vô địch. Lần cuối cùng ba đội đứng đầu cách nhau 5 điểm tại Premier League cách đây đã 10 năm, ở mùa giải 2013-2014. Khi đó thì Chelsea dẫn đầu sau 26 vòng đấu, nhưng nhạt nhòa trong 2 tháng tiếp theo, tạo điều kiện cho Manchester City và Liverpool vượt lên. Danh hiệu tưởng như đã thuộc về lưỡi ăn đỏ trước khi cú chơi chân của Steven Gerrard trong trận gặp Chelsea đã giúp cho Manchester City nắm quyền kiểm soát và sau đó vô địch giải đấu. Trước đó, mùa giải 2007-2008 cũng chứng kiến cuộc đua tay ba. Arsenal đứng đầu vào dịp Giáng sinh trước khi bị Chelsea và nhà vô địch cuối mùa là Man United vượt mặt. Ở Premier League chưa bao giờ có cuộc đua tứ mã. Tính xa hơn chỉ có mùa giải First Division 1971-1972 là chứng kiến Derby County của Brian Clough 58 điểm, đánh bại cả Leeds United, Liverpool và Manchester City cùng có 57 điểm vào ngày cuối cùng của mùa giải. Trước đó thì hai mùa giải 1946-1947, 1949-1950 đều chứng kiến ba đội đứng đầu chỉ cách nhau đúng một điểm. Từ mùa giải 1981-1982, khoảng cách điểm gần nhất giữa ba đội dẫn đầu là 4 điểm. Ở các mùa 2013-2014, 2007-2008, 1998-1999, 1985-1986.
và trong tất cả 31 mùa giải Premier League trong lịch sử, có tới 18 mùa nhà vô địch nhiều hơn đội xếp thứ hai từ 5 điểm trở lên, có 10 mùa khoảng cách giữa nhà vô địch và đội Á quân trong quãng 5 điểm và có 3 mùa là cuộc đua tạ mã, tức là khoảng cách giữa các đội vô địch và đội đứng thứ ba là từ 5 điểm trở xuống. Có một điểm đáng chú ý là sự chênh lệch giữa ba đội dẫn đầu vào cuối mùa giải kể từ khi Premier League được khai sinh đang ngày càng rộng hơn. Trong 5 năm đầu tiên của giải đấu, khoảng cách trung bình là 11,4, nhưng trong 5 mùa giải gần đây nhất, mức chênh lệch đã tăng gần gấp đôi lên 21,8 điểm. Vì sao lại như vậy? Một trong lý do là các đội phải giành được nhiều điểm hơn để vô địch. Trong 10 mùa giải Premier League đầu tiên, điểm số trung bình mà đội vô địch đạt được là 83,7. Trong 10 mùa giải vừa qua, con số đó đã tăng lên 91,2. Mùa giải 1996-1997, Manchester United vô địch chỉ với 75 điểm. Và 7 mùa giải vừa qua đều chứng kiến các nhà vô địch vượt quá con số đó hơn 10 điểm. Khi được hỏi cần bao nhiêu điểm để vô địch mùa giải này, huấn luyện viên Mikel Arteta đã trả lời con số sẽ phải trên 90. Bạn luôn hỏi tôi câu hỏi này và tôi không bao giờ hiểu đúng ý. Yêu cầu là bạn phải có thể thắng ở mọi trận đấu. Tôi không biết. Có rất nhiều trận đấu và tất cả chúng tôi sẽ có lịch trình dày đặc và giải đấu này có thể khác với một giải trước. Thưa quý vị, tôi nghĩ bất kỳ ai đạt dưới 90 điểm sẽ rất khó đua vô địch. Chúng tôi sẽ phải cải thiện về mọi mặt. Chỉ vậy thôi, tất cả các nhà quản lý đều cố gắng trở nên tốt hơn. Đồng thời, số điểm cần thiết để tránh xuống hạng cũng đang tăng dần. Nếu như trước đây các đội chỉ cần được khoảng 30 điểm là có thể trụ hạng, thì bây giờ con số cần thiết phải là 40 điểm. Khoảng cách giữa Big Six và phần còn lại của giải đấu ngày càng lớn, nhưng khoảng cách giữa các thành viên của Big Six cũng đang ngày càng lớn. Việc Arsenal và Liverpool có thể cạnh tranh với Manchester City mùa này đã là một ngoại lệ tương đối thú vị. Không có gì đảm bảo rằng khoảng cách giữa ba ứng viên đua vô địch Premier League mùa giải này vẫn sẽ được giữ nguyên ở những tuần tới, những tuần cuối cùng của mùa giải. Nên nhớ, ở mùa giải 2018-2019, ba đội dẫn đầu cũng cách nhau 5 điểm sau 26 vòng. Nhưng vào cuối mùa, Manchester City có 98 điểm, Liverpool 97 điểm, bỏ xa đội xếp thứ ba là Chelsea chỉ có vỏn vẹn 72 điểm. Tuy nhiên, cả ba đội bóng bao gồm Liverpool, Man City và Arsenal vẫn đang thể hiện phong độ đầy ấn tượng. Chính vì thế, khả năng họ đua vô địch tới tận những vòng đấu cuối cùng hoàn toàn có thể xảy ra. Và Premier League sẽ chứng kiến một trong những mùa giải hấp dẫn bậc nhất cho lịch sử. Như thường lệ, vẫn là câu hỏi quen thuộc. Quý vị và bạn dự đoán bao nhiêu phần trăm Arsenal sẽ vô địch ở Premier League mùa giải này? Hãy đưa ra một con số ở phần comment nhé. Còn bây giờ, subscribe kênh YouTube Fat Freestyle, nhớ bấm chuông và thể hiện sự lạc quan của mình. Chờ đợi những thông tin tiếp theo với những chiến thắng hủy diệt tiếp theo của Arsenal trên mọi mặt trận, đặc biệt là ngoại hạng Anh. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.